Rồi, cái miếng nhỏ xíu luôn kìa. Chị, ở góc không có bể cái miếng. Bài văn dài là con lấy cái bài văn đó là con xin cô dài một ngày là con đọc cho mẹ nghe ngoài mẹ cười miết. Còn cái bài văn tả về mẹ con còn giữ không? Không, con nộp cho cô. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ cùng với em Phong Bụi trở lại nhà của chị Hương và bé Ngân để mà thăm lại hoàn cảnh của chị cũng như là trao tiền của Mạnh Thường Quân cho bé nè. Và hôm trước thì Phong với Bùi Hồ có chia sẻ một đoạn clip rất là nhiều cô chú thán phục về cái tài năng của một chị gái bị khuyết tật. Đó là có khả năng là sỏ chỉ vào kim bằng chân nè, rồi quẹt lửa, làm tất cả tật các mọi việc bằng hai đôi chân tật nguyền của mình. Thì hôm nay thì mấy em sẽ ghé thăm. Và rất là vui hôm nay thì có bé Kim Ngân, con gái của chị Hương. Bé Ngân đây hả? Bé Ngân. Rồi, đẹp gái với ta. Hôm nay con đi học mới về hả? Dạ. Ngồi ngồi với mẹ trò chuyện dạ, mấy chú xíu nha. Đâu giới thiệu con mình đây cho mọi người biết đi chị Hương. Tên gì? Con tên gì? Tên gì? Muốn nói mà nó là khó. Biết tên chị ở cái gì không biết. Biết. Biết hả? Đây đây chị đây tên gì? Chị đây tên gì? Không. Không hả? Mới lại nó biết. Biết chị không? Không. 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 Không hả? Sao lại nó biết? Sáng giờ có làm gì không chị Hương? Lau nhà. Rồi có làm gì nữa không? Không. Sáng giờ là chỉ có lau nhà thôi. Ăn cơm chưa? Chưa ăn hả? Ủa ăn cơm là tự ăn hay là? Tự ăn hả? Bớ rồi đem đi cho mẹ ăn. À, con bớ cơm cho mẹ đi. Bây giờ bớ cho tô cho nó múc ăn cho trò, đừng cho nó không chờ thiệt cái bụng để ăn, đem ra. Chia sẻ với mọi người là chị Hương đi lại rất là khó nha. Nhưng mà ngồi một chỗ thì có thể làm được nhiều việc. Nhưng mà đi thì đi lại rất là chập chững, thậm chí là té miếng à. Ở nhà này mẹ hay té không con? Dạ có, chèo lên mình ngồi té. Chị đứng lên cho mọi người coi thử chị Hương. Đứng được không? Đứng yếu đó. Nhưng mà phải đi, phải di chuyển à. Đó. Đúng vậy. Làm như cái gân em nó rút á. Cố gắng. Đứng vững được á. Nhưng mà mới đứng lên thì phải nghiêng. Cố gắng dữ lắm mới vững được á. Cũng chịu cố gắng. Cười xuống à? Lấy khăn lau mẹ đi con. Mẹ đổ mồ hôi. Lấy khăn lau mẹ cho mẹ đây. Ở nhà thì mẹ thì làm thêm là lặt ớt lấy tiền cho con đi học, con gái thì cũng đi phụ làm thêm lấy tiền mua quần áo lại cho mẹ. Bộ đồ này là của ai? Mua hả? Mua ngoài đó đó, cái xe đó đó. Xe đó đó, đó đồ đó mua của tôi đó. Xe đó đó. Nhiêu tiền? 50. 50. Đó, 50. Mắc à rẻ? Mắc. Mắc. Rẻ. Đẹp không? Em thích không? Thích không? Thích. Ở nhà là ngủ dậy là xếp mền gối bằng chân luôn. Là mọi thứ bằng chân hết. Hai tay còn yếu lắm. Hai tay rút. Tay rút ấy. Hôm trước là đợt dịch á thì Kim Ngân không có tiền mua điện thoại để học online rồi cũng không có tiền mua đủ bộ sách giáo khoa. Bây giờ tình hình sao rồi Ngân? Bây giờ con xích lại đây cho chị với mấy chú thử. Lớn lớn chút con. Con bây giờ học cái việc sách vở con sao rồi? Đi xuống dưới trường mượn của ai? Được, nhà trường có xa, có nhà sách á.
Vô đó mượn học. Dạ, tại vì hôm nay người ta chưa có cải tạo á. Cải tạo năm nay nhưng mà người ta chưa có cải tạo để năm sau á. Nên vô chỗ người sắp. Nhưng mà có thiếu mấy cuốn. Bây giờ là con thiếu mấy cuốn? Thiếu mấy cuốn kia con mượn được 2 cuốn mà còn thiếu 1 cuốn là âm nhạc. Nhân đẹp gái quá. Học lớp mấy? Lớp 7. Lớp 7. 7 à? Mẹ đó. Mẹ nhanh nói liền. Tẹ lắm. Bữa nay chị Hương. Bữa nay là có cái cô này ở trên Sài Gòn xuống nè. Cô tính nhận Ngân lên Sài Gòn học. Không, sáng hôm qua Ngân điện thoại cho chị. Nói là bữa nay là xuống rước Ngân đi. Không chịu đâu. Không chịu đâu. Lên trên đó học trên Sài Gòn ngon hơn. Không chịu đâu. Tới tuần Ngân về. Tới tuần chị cho Ngân về. Nha. Cho Ngân về thăm em. Không chịu. Không chịu. Con là mẹ ngồi bên đó mẹ ngắm. Con đi dạy dở chừng 10 phút là dạy mẹ ra. Mẹ ngóng à, trễ cứ... 10 phút rồi là sao? Là sao con? Là sao? Đi học sao vậy chảy? Tại vì con ở trong nhà xe đi ra giờ là người ta đi đông lắm. Nên con đậu xe tốt chồng nên con lấy hơi lâu quá. Chứ lại con đi qua bên kia con đi mua đồ cho ngoại là hỏi đi đâu rồi. Sợ con đi không chịu về á. Nhưng mẹ la sao? Mẹ la đi đâu rồi? Đi đâu là phải nói cho mẹ biết á. Anh vợ, sợ đi chơi. Còn tối là hỏi con học bài chưa, ăn cơm chưa. Rồi con đi học thể dục thì giờ thì dậy cũng để nghỉ mệt một xíu vô trà rồi mẹ lấy mẹ lâu gan xong rồi mẹ trà. Mẹ trà bằng gì? Lấy bằng chải sạc với xà bông á. Mẹ sạc cái như vậy cho con, mẹ đem ra phơi đặng cho mai mốt gì đó con đi học. Mẹ lấy chân mẹ trà. Dạ. Mẹ trà sạch không? Dạ sạch. Giỏi dữ. Cưng con lắm. Giờ mẹ nhắc nhở học bài luôn. Dạ. Thôi giờ đưa bé con chị đi nuôi đi, đưa chân cây vàng. Không chịu. Hai cây. Nói gì vậy Ngân? Chịu. Ngân dịch lại gì mày? Mẹ nó không có chịu đâu. Không chịu đâu. Hai cây vàng. Nhi kiến chị gì? Nhiều cũng không có chịu chứ. Đúng là mẫu tử ha. Nói ra là dịch được hả? Nói ra là dịch được rồi. Ở nhà mẹ coi tivi mẹ hiểu không? Dạ hiểu. Rồi mẹ có về coi xong mẹ có kể gì cho con nghe không? Không. Ở thường là mẹ làm thấy con giỡn với mẹ. Rảnh là giỡn hay mẹ con giỡn nhau? Con có thường kể cái câu chuyện mà con đi học cho mẹ nghe không? Có. Mẹ nói nè, gán học tiên nữa lớn lên nuôi mẹ với mày. Mẹ nói gì không? Thôi đừng. Gán học lớn lên nữa nuôi mẹ hả? Mẹ không nuôi. Ngân không nuôi. Hay hả? Ngân không nuôi sao vậy? Ngân không nuôi. Hay. Buồn không? Ngân không nuôi em buồn không? Buồn. Mẹ với bà dai. Ngoại. Ngoại. Ngân thương mẹ nhiều lắm rồi. Dạ. Thấy mỗi lần mà sức mồ hôi á chị, là Ngân lấy cái khăn lau à. Có khi nào mấy bạn tới nhà chơi rồi mấy bạn có hỏi thăm mẹ không? Dạ không, con hỏi thẳng kiểu là mấy bạn đi học giờ liền nó không có cho đi chơi á. Nên không có đi nhà chơi. Hôm nay thì sẵn có cái tô cơm á, thì chắc có lẽ chị Ngân ăn cho mọi người xem được cái cuộc sống hàng ngày của chị ha. Chị Hương. Chị Hương nhá, chị Hương. Cơm đây. Con thường đút cho mẹ ăn hay là mẹ tự múc ăn? Con đút là con ví dụ mẹ ăn, nếu mẹ không ăn là con nghỉ chơi với mẹ. Mẹ mới chịu ăn, rồi không mẹ không có cho con đút. Vậy sao cầm đũa ta hay là ăn muỗng? Đũa cầm được. Đũa luôn hả? Trời. Mẹ cầm đũa. Mẹ cầm đũa cầm gấp đây. Mẹ cầm đũa nè. Chị ăn sao? Đó. 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 Ơi lau mồ hôi cho mẹ kìa. Đó dịnh đó con nha, bự lắm nha. Tự xoa đũa luôn nè. Mà gấp mình
Họ điều khiển nguyên. Mình là chắc mình là không được. Còn cái đũa ăn sao trời? Từ từ. Anh Hồ thấy bất ngờ hơn anh Hồ. Còn thịt trơn rồi cho. Đâu rửa đâu cũng trơn. Còn ngoài thì thịt trơn. Dễ dàng. Tao miệng cho mẹ. Tao miệng cho mẹ thôi. Cắt đũa nè. Ăn cơm. Ăn rồi ăn rồi. Cái đũa kia là cầm cái đũa gấp bằng cái chân chuyển kia. Giờ chuyển qua. Chân mình chuyển qua tay khác. Nè đũa làm gì? Không đâu. Tại mày tao không mẹ nói là à, con uống đi. Mẹ không uống đâu. Con uống đi. Rồi, cái miếng nhỏ xíu luôn kìa. Chị, ơ. Nó gấp không có bể cái miếng cái lòng đỏ của cái trứng luôn á. Hay trời. Gấp cơm luôn này, gấp cơm luôn á. Mấy cô ăn sớm giờ hồi giờ chưa thấy hả? Không thấy luôn. Để chơi hàng ngày đi mà không thấy luôn. Mày ác thiệt cái chân cho nó đổ chân lui à. Ác thiệt chứ, đổ lui ra tôi. Đổ lui ra tôi. Đổ lui ra tôi. Đổ lui ra cho cái đổ chân vui vậy đó. Ra cái đổ chân mà ăn cái trứng rồi chứ. Mỗi lần đi cũng thấy nó ăn vậy á, chứ không có thấy chắc. Không cho coi, cũng thấy thấy vậy thôi. Bất ngờ luôn mà. Cái tiếng nói cái chú nó dễ thương thấy ghê luôn nè. Đi lên chương trình rồi chúng ta tính điện thoại á. Nãy giờ sợ nè, giờ sợ trứng nè. Ôi không có dính. Em sợ đâm vô cái hàm á chị. Quang giống như là cái tay mình cầm đũa nè. Để cái tay này phía sau nè anh Hồ, để cho nó giữ vững lại cái cơ thể, không là nó túi cân bằng không? Cân bằng lại. Muốn nhìn nè chị, phải nhìn xéo qua một góc, liếc mắt chứ không, tại vì người bị tật á. Canh đồ sao múc được ta? Được. Canh múc còn ổn, gấp bằng đũa. Ăn đồ chấm thì gấp bằng đũa nữa. Chấm nữa. Muốn xong rồi đó rồi đũa đưa qua. Chấm luôn. Chấm luôn, gấp gào chấm luôn. Đó giờ là ăn cái món gì là khó khăn nhất đối với chị Phương mày cô? Nó ăn vậy đó, như là ăn cái gì cũng ăn gấp đầu đũa vậy, xem ăn rau ăn cá thịt gì cũng phải ăn gấp đũa gấp vậy đó. Hồi mà mẹ mới bắt đầu ăn á là con thấy khó hay là từ lúc mà con lớn lên là thấy mẹ ăn như vậy nhỏ quen lớn luôn thấy mẹ ăn à. Trang nè, dẹp dẹp hả? No rồi. Không ăn được. Tay ghê. Tròn lắm, nhọn lắm. Không. Sạch sẽ lắm. Ờ, sạch lắm. Ừ, tự la luôn. Không ai gạo nước để uống đây. Chị tướng hay sao? Uống miếng nước cái gì? Mẹ tự uống. Giỏi. Chờ mẹ uống đi con. Cầm cầm. Ăn là lau em. Đó. Lau. Uống nước đi về, tao quay phim con. Gã và nước cho mấy chú nó giúp quậy lên, quậy lên. Cái này là cái công việc hàng ngày mà. Hàng ngày. Uống cà phê luôn trời. Hay trời. Rồi rồi rồi. Tắm rửa sao con? Mẹ tắm rửa sao? Thì mẹ vô tắm mẹ rồi. Tự tắm. Con tắm mẹ đâu trời. Hút là do tiếp thì là không được đấy. Anh thấy da miệng bị méo á.
Không có chịu. Đổ mồ hôi hết đây. Ăn uống là đổ mồ hôi hết chứ không phải làm dùng gì đó, dùng để ăn á, cố gắng để ăn, cố gắng để ăn á. Ngon không? Cơm ngon không? Ngon. Ngon. Giỏi dữ trời. Vậy á mà từ mây vá được luôn. Tại mẹ mẹ ăn tại sao kim. Tại cái sao kim. Sợ thấy ghê luôn á. Em nhiêu tuổi rồi? Mẹ nhi cứ khi vậy? Như vậy thì mẹ nhiêu tuổi mẹ? 32 tuổi rồi. Không nhớ, không nhớ tuổi mình à? Con bao tuổi mẹ? Con biết nước ngoài mẹ. Chào Kim Ngân lên Sài Gòn nha. Hai chị ơi. Còn con đám giỗ mà đi ngủ sáng Kim á. Sáng cái gì đó, đám giỗ xong rồi về á mà tối mẹ nằm mẹ không ngủ mẹ lỡ con. Sợ mất con á. Con hỏi mẹ nói tại sao mẹ không ngủ mẹ nói sao? Mẹ nói á em chờ con về á rồi con đi chơi với bà bảy với bao xe rồi đi chơi á. À về là hai đêm á, đi hai đêm á 3 ngày cái về mẹ nhỏi nhà mẹ khóc luôn. Thấy sao khóc á, đỡ con rồi sao con không có về. Mẹ khóc luôn. Con đi á, còn có nói là mấy ngày con về không? Có, nói đi mẹ ấy đi, mẹ ấy về. Cho đi rồi mà phải không? Lúc đó đi là cho đi. Cho đi nhưng mà đi xong về là mẹ ngồi mẹ ngóng 2 ngày mẹ không ngủ không ăn. Mai mốt không có dậy nghe bệnh nha. Nha. Mai mốt là đồng ý cho con đi là để nó đi đúng 2 ngày để về. Nha, đừng có về bệnh nha. Bệnh không có thì uống thuốc nha. Nhớ nha. Ừ. Giỏi á. Cho người ta đi rồi là nhà khóc. Chơi gì vậy? Nhớ hả? Nhớ. Ừ. Em nhớ. Không. Lúc này chị nói nghe nè em chơi. Dạ dạ, chút nữa đi. Nhớ. Nhớ con. Chơi ăn gian cho ta đi rồi nhận. Vậy con có đi chơi nó không vui ha. Ha. Mơ mốt cho con đi rồi để cho con nó đi. Nha. Đúng 2 ngày con nó về. Ha. Đừng ở nhà khóc, em khóc là con nó đi chơi nó không vui. Dạ. Nó lo, em biết không, hiểu không? Hiểu. Ừ. Nhớ nha. Ừ. Chơi gì ăn gian cho người ta đi rồi ở nhà khóc. Sao người ta đi chơi được? Tự nhiên mình thấy cái trường hợp của chị lúc nãy với lại trường hợp của chị Hương này thì giống giống nhau. Có nghĩa là mẹ thì tật nguyền mà con thì rất là có hiếu luôn. Con bé hồi nãy nha, lúc mà họ, em không hỏi là ngại không, mẹ không hiểu không? Hay mẹ con đơ á, thế sao chị hỏi là mắc cỡ không? Con bé cứ lắc đầu vậy nè. Không, lắc đầu vậy nè. Để mẹ đi bán vé số vừa đi học đó con. Để mẹ ngay cổng trường á, ngồi đó. Rồi bắt đầu em vô học xong đẩy mẹ về. Mà nhỏ hơn con là ốm yếu hơn con nữa. Rồi chứ là chú Phong hỏi ngại không là hay mẹ con không hiểu, cô tưởng nó là mắc cỡ không? Em nói là lắc đầu, không. Vậy đó, cho nên chú nói là hai trường hợp giống nhau là gì? Khi mà con đi học á, có những cái bài văn á mà miêu tả về mẹ đó, thì tả về một cái người mà con yêu quý nhất, thì lúc đó con sẽ kể về mẹ sao trong cái bài văn đó. Tả như bình thường mẹ làm gì rồi con đoạn kết thì tả là con luôn mất mẹ nãy kia, là một bài văn của con làm được 90 điểm. 90 điểm luôn. Thì con sẽ nói về mẹ như thế nào? Nói mẹ là một người mẹ rất là tốt, rồi con tả kiểu khác, tả kiểu si ra nãy kia. Rồi cuối bài văn này con khi mà nói về cái cảm tưởng ước mơ con này con sẽ nói gì? Con ước là con đi học, con đáng đi học lần nữa lớn lên á, con có tiền con nuôi mẹ, con chữa bệnh cho mẹ. Cái đó là cái ước muốn của con luôn ha. Mỗi lần là con làm bài văn về là con lấy cái bài văn đó là con xin cô về một ngày là con đọc cho mẹ nghe, ngồi mẹ cười miết. Còn cái bài văn tả về mẹ con còn giữ không? Không, con nộp cho cô. Nộp lại cho cô. Đọc về đọc cho mẹ nghe. Dạ. Trong những cái bài mà thơ về văn, bài thơ bài văn về mẹ đó thì con thích nhất bài nào?
con thích nhất là bài thơ tả về ông ngoại, bà ngoại với mẹ nè. Con mỗi lần có bài đó là con tả, cô kêu là tả một người khác, tại vì mẹ là con tả gọi xong tắt ông ngoại, bà ngoại. Vậy là con lấy, con xin cô dạy một ngày rồi ngày mai con đem lên con chỉnh, con nạp lại cho cô, tại con đem dạy đọc cho mẹ nghe. Cười, cười. Mỗi lần cô có bài văn tả về mẹ nãy kia là con đem về con đọc cho mẹ nghe, là mẹ ngồi mẹ cười miết à. Có khi nào mà cô yêu cầu con đọc một cái bài văn của mình trước lớp mà bài văn hay nhất không? Dạ không. Cô kia, cô ấy nạp xong rồi có gì cô lấy bài văn đó cô gợi ý, nhưng mà cô không có đọc tên á. Cô gợi ý à. Cô không có đọc tên của con trước lớp khi tả về mẹ mình. Dạ. Các bạn ở trong lớp là có biết mẹ mình đang bị tật nguyền không? Dạ có. Con thường có nói với các bạn về mẹ của mình không? Dạ có. Ngân dễ thương nhé. Chắc hôm nay thì ghé thăm gia đình thì anh Hồ có cái món quà nhỏ gửi cho chị Hương ha. Chị Tưởng thì cũng có tiếp sức cho chị Hương với bé Kim Ngân một ít nữa. Yeah. Đây là cái phần quà của chú Thông ở quận Phú Nhuận của thành phố Hồ Chí Minh gửi cho mình, gửi cho chị Hương là 500.000 đồng. Cảm ơn nhà. Biết mà đếm tiền nha, mà biết mà biết tiền đếm tiền được luôn. Đếm tiền luôn á. Chị đưa thử ấy, chị đưa thử ấy. Em ạ, cho con á. Hôm nay phần quà này là của em Trà Thu Đào ở bên Úc. Gửi cho bé Ngân 5 triệu để đóng tiền học, mua sách vở. Và bé Ngân nhận cho mẹ Hương. Cho bé Ngân mà. Lấy luôn. Lấy đây cho con. Rồi ai cảm ơn? Bé Ngân cảm ơn, mẹ Hương cảm ơn. Bé Ngân cảm ơn. Mẹ cũng cảm ơn luôn. Cảm ơn cô Đào. Chị Hương hiện giờ là ở nhà vậy, vậy có đi làm gì thêm không, kiếm tiền không? À, mẹ chưa đi làm hả? Mẹ không. Ớt mẹ gọi thỉnh thoảng con đi lại đó làm mấy cái me rồi nãy kia dài đâm lọt ra để nấu canh chua á. Làm để hồi trước mẹ ngồi mẹ lọt làm gỗ gì, gỗ gì nè, rồi mẹ ấy mẹ nấu canh, con đem vô nấu canh chua. Mẹ ngồi mẹ lặt nhưng hơ là chừng nửa tiếng là lại gỗ rồi. Con tiền học phí một năm con là bao nhiêu? Con không biết nữa, tùy theo rồi con. Con có đóng chưa? Chưa. Với lại sáng cô cũng mới nói vậy, cái tiền học. Tiền học phí không, thường là đóng một năm nhiêu con không biết à? Dạ không, cái này là còn phải đi đóng chứ con không có đi. Vậy thì hôm nay con cảm ơn cô Trà Thu Đào đã cho con 5 triệu, con đóng tiền học phí. Con nói đi. Cảm ơn cô Trà Thu Đào đã cho con tiền đóng học phí. Với lại chú Thông. Lại chú Thông. Ở Sài Gòn. Cảm ơn. Rồi hy vọng rằng là có đủ điều kiện cho biết Kim Ngân tiếp tục đi học. Mẹ lặt ớt đi. Làm được hết á. Con với mẹ thi lặt ớt đi là mẹ hơi thắng con luôn á. Mẹ lặt hay hơn hả? Con lặt cỡ nào cũng không bằng mẹ chứ. Hay ha. Chắc nóng lắm, nóng lên chân á. Không có đâu. Lúc mà bà ngoại nương ngoại với bệnh viện á, là mẹ trên đây kêu là ớt á. Con hay nói, trời. Con nói mẹ ngủ sớm đi rồi có gì sáng lặt, không chịu. Rồi lặt tới 1 giờ sáng luôn. Cho nó hết luôn. Dạ. Ui, bà ngoại thấy không? Một ký bao nhiêu tiền? Nhiêu ngân? Ngàn. Dạ. Ngàn. Dạ, ký ngàn. Trả lời 1 ký ngàn. Rồi thì chắc có lẽ hôm nay ghé thăm vậy thì cũng chia sẻ câu chuyện này cho cô bác anh chị hiểu hơn ha. Rồi, mình cũng xin phép ạ. Nóng quá chưa không ta?